Chủ tịch nước Trần Đại Quang và các đại biểu Quốc hội khóa 14 đơn vị bầu cử số 1 thành phố Hồ Chí Minh tiếp xúc cử tri tại quận 1, quận 3 và quận 4 báo cáo kết quả kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14. Tại các cuộc tiếp xúc, cử tri đánh giá cao kỳ họp thứ 5 với tinh thần đổi mới, dân chủ, nhất là các phiên chất vấn và trả lời chất vấn có tranh luận thẳng thắn và trách nhiệm nhằm giải quyết những vấn đề đặt ra. Cử tri cho rằng đây là một trong những kỳ họp rất thành công và đề nghị các kỳ họp sau dành thêm thời gian cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Bên cạnh đó, cử tri lo ngại tình trạng tham nhũng tiêu cực chưa được ngăn chặn đẩy lùi, việc thu hồi tài sản tham nhũng còn thấp, phải kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc kê khai tài sản của cán bộ, đảng viên và công khai cho dân biết về chủ trương thành lập đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, cũng như những việc hệ trọng khác của đất nước cần lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân để phát huy sức mạnh và đề cao vai trò của toàn dân, đồng thời kiên quyết trừng trị kẻ xấu lợi dụng kích động gây rối. Phát biểu ý kiến tại cuộc tiếp xúc, Chủ tịch nước Trần Đại Quang hoan nghênh cử tri đã quan tâm theo dõi sát diễn biến của kỳ họp, nắm chắc các nội dung mà Quốc hội thảo luận, có nhiều ý kiến tâm huyết xác đáng, đi thẳng vào vấn đề cụ thể, thiết thực của đất nước và thành phố, cũng như nêu rõ những việc làm được và việc cần rút kinh nghiệm. Trả lời ý kiến của cử tri về dự án luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, Chủ tịch nước cho biết, chủ trương xây dựng các đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt là chủ trương lớn của Đảng trong nhiều nhiệm kỳ, với mục tiêu là xây dựng thể chế đột phá, ưu đãi vượt trội, đủ sức cạnh tranh thu hút đầu tư với khu vực và quốc tế, tạo động lực phát triển cho các đặc khu, lan tỏa đến các vùng kinh tế và cả nước, góp phần phát triển kinh tế đất nước nhanh, bền vững, gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia. Tuy nhiên, đây là dự án luật mới, phức tạp, chưa có tiền lệ. Nhiều quy định về cơ chế chính sách trong dự thảo luật mang tính đột phá cả về tổ chức bộ máy và quan điểm, định hướng phát triển trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và bối cảnh tình hình quốc tế khu vực có nhiều diễn biến phức tạp. Về luật an ninh mạng, Chủ tịch nước cho biết khi luật được thông qua giúp phòng ngừa, đấu tranh, làm thất bại hoạt động sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, tuyên truyền phá hoại tư tưởng, phá hoại nội bộ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kích động biểu tình, phá rối an ninh trên không gian mạng của các thế lực thù địch phản động. Chủ tịch nước cho biết quan điểm tư tưởng chỉ đạo của Đảng Nhà nước về an ninh mạng đã thể hiện rõ, nhất quán, có hệ thống và phù hợp với từng thời kỳ, kịp thời điều chỉnh, đưa ra các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo về vấn đề an ninh mạng trong tình hình mới. Tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng trả lời và làm rõ thêm những vấn đề cử tri quan tâm như công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tăng cường giám sát, thi hành án, nâng cao chất lượng giáo dục, giải pháp chống sạt lở ở đồng bằng sông Cửu Long và chất lượng xây dựng luật của Quốc hội.